Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Vũ Trọng Tín, anh em Hải Anh, anh em Khuynh Vũ, anh em Bùi Dũng, anh em Phạm Xuân Ngọc, anh em Trung Trinh, anh em An Dương và cuối cùng là anh em Hồ Khánh. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Đầu game tôi được cho 3 con phe giờ rồi. Trong đấy là có con Phong Vũ và hai cái con thỏ. Thế là trận này có khả năng là tôi sẽ chơi phe giờ anh em ạ. Những sinh lực tôi sẽ lấy toàn cái đồ thủ đấy anh em nhé. Chúng ta sẽ lấy đồ thủ đó. Những cái đồ mà chống chịu cao. Khả năng là sẽ là chơi phe giờ. Phong Vũ đầu game ra sớm thì cũng khá là khỏe đấy. Bây giờ ra tôi thêm một cái con gấu Metalit nữa. Là kết hợp phe giờ với Metalit đánh đầu game. Cho đến khi mà chúng ta ra được đủ 3 Wizard. Đấy, 3 Wizard thì có thể là nếu mà không ra Grim sớm thì có thể kẹp tạm một cái con Demon vào nữa. Ví dụ như là ra Doom thì kẹp vào. Ra này gặp ngay cái thằng áp cấp ạ. Cái con Tabu không có giải quyết được vấn đề gì ở cái round này luôn. Nhưng mà con Phong Vũ có gánh cho tôi không? Phong Vũ này tín lắm anh em ạ. Cực kỳ khỏe. Vẫn ăn luôn. Nó up cấp lên rồi nó vẫn thua tôi. À được. Ui giời ơi, vô lần lên được 2 sao thì ngon quá nhở. Tạm thời như này đi. Đang này cũng chưa cần áp cấp đâu. Áp cấp thì không mua được cái con Thunder đấy. Mà tôi lại không muốn bán cái con Rubik đi. Không muốn bán cái Grand Herald đi. À thôi, chấp nhận round này nếu mà thua thì thôi kệ. Chả cần phải áp cấp. Tôi nghĩ là cũng vẫn có khả năng thắng đấy. Tabu Witcher lên được 2 sao. Con này đầu game khỏe lắm. Trong đội hình mà có Tabu Witcher 2 sao thì đầu game cứ yên tâm. À gặp luôn cái thằng Eco ạ. Chết rồi, bài nó lại ra nó lại hơi linh tinh ấy. Bài ra lại hơi linh tinh rồi đấy. Giờ so. Hay là lại chơi mết. Chơi mết lại lấy đồ lại phải chuyển sang đồ tím. Rèn hết đồ vứt đồ lấy đồ tím cũng được. Ok, vẫn ok, vẫn có thể chơi mết được. Thậm chí là chúng ta nếu mà trên cái con đường mà chơi Feather Fake là chúng ta có thể chuyển sang 9 Fake một cách dễ dàng mà. Không sợ. Ở đây chúng ta lấy thêm con rồng vào tí nữa chuyển sang 9m từ cái bộ Feather là vẫn vô tư. Nhanh mà, thay đổi có đúng một con thôi. Đổi một con là xong. Trận này em nào. Trận này cũng chưa biết đối thủ chơi gì đâu. Nhưng mà tạm thời thì có một thằng chơi Warrior. Có thằng chơi Warrior rồi. Big Stone Spirit với cả God Kid thì chắc chắn là chơi Warrior chứ không phải chơi bộ khác được. Thằng này có khi tôi vẫn ăn đấy. Goblin thì khỏe dạng đầu nhưng mà ở trong đội hình có Tabu thì vẫn có thể ăn được. Được không? Chắc là được. Thunder lại gây đam nhiều hơn Phong Vũ luôn. Tabu Witcher và Thunder đang gây đam khá là ổn đấy. Ui đúng rồi anh em ơi, ra cả Shadow này. Nhưng mà ra cả con gấu nhá. Bây giờ cho gấu vào là có Metalit đấy. Hơi khó nghĩ nhỉ, chơi gì đấy. Metalit nó cũng có sức mạnh của nó. Bây giờ Metalit, cái bộ Metalit mạnh đấy nhá, không yếu đâu. Bộ Metalit chính ra meta này ấy, nó cũng phải được xếp vào cái dạng tier S đấy. Rất nhiều món đồ ngon dành cho Metalit. Đấy, Metalit meta này là cũng phải xếp vào những cái line up top đầu trong rank ấy. Cực kỳ mạnh luôn, đánh siêu lết cực kỳ mạnh, đánh giữa game cũng mạnh. Feather thì cuối game nó hơi đuối. Feather thường người ta sẽ không để Feather cuối game đâu, người ta sẽ chuyển sang một cái bộ fake khác như là 9 sin hay là Warlock fake. Nhưng mà nếu mà Metalit này mà chơi kiểu
kẹp với cả Warlock thật ấy, Warlock kiểu không phách ấy, xong rồi là kẹp 40 Metalist thì nó còn mạnh nữa cơ. Bộ này cực kỳ mạnh luôn. Để xem nào. Rao sau có thể là up lên level 6 luôn. ra con gấu luôn này. Hay là chơi Metalist nhỉ? Ra hai con gấu là câu gấu tổ xong rồi chuyển sang Metalist chơi. Anh em ạ. Có lẽ là như thế đấy. Cái con thỏ hơi điêu, ra sớm mà không lên được 2 sao. Tôi áp lên 6 rồi, khả năng lên 2 sao của nó khá khó. Ở level 4 ý, level 4 thì nó 35% là ra, nhưng mà lên level 6 này nó chỉ còn có là 30 thôi. Khó ra hơn. Tí nữa lên level 7 nó chỉ còn có 25 thôi, càng khó. Ê à, mãi không lên được 2 sao này. Bây giờ là cả cái con Whispersia nó cũng có cái cơ hội lên được 2 sao đấy. Trời ơi, round này mà gặp thằng có chuỗi khả năng mất chuỗi không nhỉ? Đội hình hơi yếu. Có mỗi con Tabu Witcher thôi. Tabu Witcher gánh nổi không? Tôi nghĩ khó. Khó lắm. Xác định mất chuỗi à? Này đánh nổi không nhỉ? Nếu mà hên ý, mà Metalist mà nó lổ sớm thì có thể ăn được. Chúng ta gặp cái thằng có chuối ở round 11 anh em ạ. May thế. Lại lổ Metalist này. Ui, ra Warlock luôn này anh em này. Ra Warlock luôn. Ra Warlock luôn, chuyển về Metalist Warlock không? Thực ra cũng chưa có cái cơ sở nào đánh Metalist đâu. Chưa câu ra con gấu tổ anh em ạ. Vãi đái, không chơi được. Không đánh nổi. To á, bài to á, 6 Warrior rồi anh em. 6 Warrior bài to rồi, không đánh được. Chuyện này khi mua Warlock sẵn đi. Có Warrior đúng không? Có Warrior thôi, chơi chơi Warlock cũng được. Đánh Warrior, bài Warrior xanh thì thường là sẽ chuyển về Warlock đánh anh em ạ. Nhưng mà bây giờ từ đã vẫn phải chơi Feather ấy, chuyển sau. Mua thì mua vào nhưng mà chắc là chưa, tức là chúng ta sẽ form qua cái bộ Feather. Chứ còn chúng ta sẽ không form qua bộ Warlock luôn. Rao sau sống chết lên level không nhỉ? Lên level 7 không? Đánh toàn 1 sao này tôi nghĩ là khả năng cơ hội ăn được là rất thấp. Ủa, lại ra Warlock này. Khá là thấp đấy. Tạm thời bỏ con gấu ra. Tôi nghĩ là tạm thời bỏ con gấu ra thôi. Cơ hội ăn là rất thấp. Đối thủ cũng lên 7 rồi. Chắc là chúng ta chỉ được khoảng 20% mà chiến thắng thôi. Round này khó quá. Đối thủ full 2 sao mà. Full 2 sao. Rất khó chơi. Full 2 sao, kẹp đỏ, kẹp bít các kiểu vào. Không đánh được. Rao này đúng sai lầm, up cấp lên sai lầm luôn. Thậm chí là còn mất nhiều máu hơn. Không giữ được chuối còn mất nhiều máu hơn anh em ạ. Cay thật, sai lầm. Âu, đây rồi. Và bây giờ mới ra. Feather này.
ra hơi muộn. Như này đi. Vớ vẩn, bây giờ đánh chữ thua anh em ạ. Trông bài nó lèo khèo quá đấy mà thôi. Phong Vũ chưa lên được 2 sao thì nói chung là cũng không thể nào mà có thể đỡ được đâu. Trận này đang có là con Phong Vũ cầm đồ nhưng mà trông à đuổi quá. Chắc cái con gây đam của tôi bây giờ nó đang là cái con zipper ấy. Sao zipper. Rồi. Xác định là chơi Warlock rồi anh em ạ. Feather nó có ra đâu. Feather nó không ra, ra toàn Warlock này. Warlock ra đầu game ra sớm với đái luôn. Ra gấu mết này. Câu gấu không? hơi eco câu gấu nhỉ. Phải đái. Đánh như này chắc là lọt nhiều lắm này. Thôi chấp nhận hy sinh một chút. Hy sinh để ra con gấu tổ thì yên tâm. Cho gấu tổ vào thay cho con gấu assassin. Tôi nghĩ là ra gấu tổ chúng ta có 4 metalit thì yên tâm thôi. Vấn đề là có ra được hay không. Đen không ra được thì chết toàn ạ. Ui lại gặp thằng này này. Gặp sớm thế. Thế là không có cơ hội cắt chuối thằng này rồi. Warrior xanh đấy, ra là cả Doom rồi này. To thế, ủa, mẹ vãi đái. Chín Warrior bài này cũng to nhá. Đấy, trận này chín Warrior là bài cũng to đấy. Mà cái quan trọng hơn là trong trận này truyền thuyết là cũng khá là ủng hộ cho bộ chín War đấy nhá. Truyền thuyết là có kiếm hồn, có ngộ không, rồi có Scarlet Lancer đều chơi được ở trong cái bộ 9 Warrior. Rất trâu chó luôn. Up 7 xong rồi lại đánh chữ thua à? Cay nhỉ. Tầm này chắc tích tiền thôi anh em ạ. Cũng chả đánh được thằng nào đâu. Rao quái vớ vẩn còn lọt quái. Sợ lắm. Nhìn cái đội hình như này vớ vẩn lọt quái thật ấy. Thằng này chắc Greater, nhìn trông giống form Greater này. Thằng này được Eco, thằng Eco bây giờ 50 máu là 50 tiền rồi. Nó chơi khả năng là chơi Greater ấy, nhìn đội hình đúng như cái con Greater luôn. Thiếu mỗi con Dominator thôi là đủ bộ. Round 15 rồi. Cái đội hình này hơi yếu. Tôi nghĩ là nếu mà giữ đội hình này thì chúng ta sẽ không thể ăn được quái đâu. Khó đấy. Để cái này đi. Thôi chấp nhận là chúng ta round này không câu 4 gấu, chỉ câu 2 gấu thôi anh em ạ. Để 2 Warlock vào nó còn đỡ được, chứ còn tham 4 gấu toang quái là toang luôn ấy. Cái bộ Metalit nó mạnh nhưng nó phải có đồ anh em nhé. Nó phải có những cái món đồ mà nó chấn cho cái bộ này ấy, nó mới mạnh được. Đấy. Nếu mà không có đồ chết. Chúng ta phải có cái quyền được chọn đồ. Ăn được không? Lổ Metalit mà lổ ngon ấy. May mắn mà lổ chết được con quái nhanh thì nó sẽ ăn được. Ok, được đấy. Zipper với cả Phong Vũ gánh kèo à? Ngon. Gấu Metalit lên được 2 sao. Ok, chúng ta lại câu gấu tiếp anh em nhé. Tầm này Eco thôi. Câu gấu 50 tiền cái đã. Bây giờ là hồi tiền, đang giai đoạn hồi tiền, đốt máu hồi tiền. Đang đầm thôi. Thôi món này chơi tạm cũng được. Tạm thời ạ. Tí nữa rèn. Cái bộ Metalit ấy, nó là một trong cái bộ mà nó đánh, nó lấy rất nhiều những cái món đồ là món đồ cam anh em ạ. Đấy. Đấy cũng chính là lý do tại làm sao mà cái bộ này ấy, nó là cái bộ đánh siêu lết. Nó có 7 món đồ cam thì có tới 5 món. Thậm chí là 6 món là có thể dùng được ở trong cái bộ Metalit. Nó rất là khỏe. Ui hay quá, lọt mỗi con. Được đấy.
Bây giờ mà ra con gấu tổ thì tôi còn còn thủ mạnh nữa cơ. Và bây giờ nó chưa ra gấu tổ, hơi đen. Đen nhỉ anh em nhỉ? Ra 16 đấy, câu gấu từ đời nào rồi luôn. Nổ lổ toàn gấu mết với gấu xin. Gấu xin đã sắp lên 2 sao nơi rồi này. Trên này còn có God Warlock nhá. Có God Warlock, nhưng mà nhiều người đánh Warrior. Warrior bây giờ cũng mạnh mà. Greater, thằng Greater Eco xong rồi chơi Greater xác định luôn. Cặp Warrior kia đấm sấp mặt. À nhưng mà không. Không. Thằng Greater này đánh rất khôn, nó đánh kiểu Greater bắn trưởng anh em ạ. Toàn là hồi máu bắn trưởng thôi. Đấy, có Zipper này, xong rồi có cái con ngựa Agali Clyde, xong rồi lại còn có cả con Dattlet nữa. Hồi máu rất là kinh. Nên là nó sẽ không sợ Warrior đâu. Trận này có tới 3 người chơi Warrior. Chúng ta chơi Warlock là hợp lý rồi đấy. Còn cái thằng Greater thì cái bộ Warlock nó cũng không phải là một cái bộ sợ bộ Greater lắm đâu. Nó chơi được. Trận này thấy là không có beat. Chúng ta chỉ cần biết là một trận đấu không có beat là chúng ta có thể chơi được Warlock rồi. Có những cái thằng khác không quan trọng đâu. Cái bộ thiên địch là cái bộ beat. Sợ nhất bộ beat rồi. Đấy, máu bây giờ đang tụt dần đây này. Ui vãi đái. Ra là có gấu đù lên được hai con 2 sao rồi ạ. Ok, áp dần lên 8 thôi. Bộ này đánh nó phải đánh ở level 10. Ui vãi cứt khó nha. Thôi ít nhất là lên 9 đã. Lên 9 tôi tính. Nhưng mà phải đánh ở level 10 đấy nhá. Lên 9 đủ 6 Warlock. 6 Warlock kết hợp với cả 2 Wizard và kết hợp với cả 2 con Metalist là chúng ta có 9 con. Ít nhất là phải đánh ở 9. Lên 10 kẹp thêm con. Nếu mà ra ngộ không thì lên 10 kẹp. Trong trường hợp không ra là gấu tổ. Cứ phải 6 Warlock trước đã anh em ạ. Đánh cho nó an toàn. Trận này Warrior rất nhiều luôn. Cái bọn Warrior không biết là có bắp ngầm không nhỉ anh em nhỉ. Trông cái đợt này trông có vẻ hơi bị khỏe đấy nhá. Có rất nhiều người chọn Warrior để leo rank. Phòng vũ lên 2 sao. Ok rồi đấy. Thế thì ổn rồi. Tầm này thì vẫn chưa thể đánh được chuỗi thắng hay là cái gì đâu. Cũng không phải là mạnh. Nhưng mà nếu mà lên được 2 sao thì có thể giữ được máu khá khá đấy. Lên được 2 sao mới có đam. Chỉ còn 1 sao thì làm sao mà gây đam được. 2 sao tôi nghĩ là có thể là ổn. Cái bọn Warrior đợt này có vẻ trong rank rất thịnh hành luôn. Không biết là có bắp ngầm gì không. Anh em cũng thấy là kể cả bản thân tôi ấy nhá. Cái bộ Warrior là một cái bộ nó khá là đần. Tôi rất ít khi mà tôi chọn cái bộ Warrior để mà tôi làm clip. Nhưng mà đợt này tôi cũng ra tới khoảng 3 trận là chơi Warrior đó. 2-3 trận nhỉ. Nhưng mà có, tức là chơi nhiều. Đấy. Chứng tỏ cái bộ này nó đang rất là mạnh. Thằng này còn kẹp cá nữa. Ra Secret Lancer sớm đấy. Vãi đài. Ra 19 nữa ra Secret Lancer rồi. Đấy, máu bây giờ tụt một phát là xuống đứng dưới thứ ba là dưới lên. Sợ thật sự. Này có đép đuổi quá không? Hay là phải cho thêm Warlock vào nhỉ? Tôi nghĩ là đép được. Tôi nghĩ là đép được. Lọt quái ra này thì cũng hơi toang đấy. Ăn nổi không? Chứ giờ không có đồ mana, con phòng vũ mãi không đánh được trưởng này. Ui mày thế, gấu đù gánh ạ. Vãi cứt, gấu đù gánh. Gấu đù gây 1000 đam. Gấu đù có phần lên 3 sao này, còn có 1 con nữa thôi. Thôi đổi đồ tím luôn. Hay đồ cam? Đồ cam luôn đi. Cần điêu đồ tím. Bộ này đánh đồ cam anh em ạ. Đây rồi. Hợp lý. Cái bộ này chúng ta sẽ đánh đồ cam anh em nhé. 4 Metalist kết hợp với bất cứ một cái gì chúng ta cũng đánh đồ cam. Đấy, và cái bộ 4 Metalist này là yêu cầu của anh em Phạm Lê Trung Hưng.
Anh em Phạm Lê Trung Hưng là có mong muốn là tôi sẽ chơi bộ 4 Metalist ở trong cái meta này. Meta này nói chung là chơi Metalist nó cũng là thuộc top đầu những cái bộ mạnh nhất rồi anh em ạ. Đấy, chứ còn cái bộ đây nhá, cái thằng đối thủ là chơi Warlock kết hợp với cả God ấy, ác mộng làm co ấy, thì cái bộ này bây giờ nó out meta rồi. Nó không mạnh bằng cái bộ Metalist kết hợp với Warlock đâu anh em ạ. Đấy, anh em thấy không? Ui mẹ, đấm nó sấp mặt luôn. Đấy, mà tôi bây giờ tôi cũng chưa có cái gì đâu nhá, tôi cũng chưa có Warlock Warlock được đâu. Đây nó mới chỉ là gì, nó mới chỉ là cái bộ Metalist thôi. Thậm chí là trận này không cầu ra gấu đủ mà bây giờ round 22 rồi anh em ạ. Thôi, giải tán. Cút hết. Cút hết. 6 Warlock cho tôi. Giờ lên được cái level 9 là phải 6 Warlock luôn anh em ạ. Đánh chuỗi thắng luôn. Đây rồi, đủ bộ nha. 6 Warlock, 2 Metalist. Đấy, bây giờ ra ngộ không là lên 10 luôn. 4 Metalist vào. Ổn rồi, tầm này ổn rồi anh em ạ. 6 Warlock, đấy, cắt chuối cộng 7 luôn này. Thằng Creator, tôi dự đoán là chuẩn không? Nó sẽ chơi Creator mà. Ok, mình xin nhá. Thấy chưa anh em, thấy chưa? Đủ bộ rồi, mạnh luôn, khỏe thật sự. Lên được 10 sớm luôn ấy. 23 lên được 10. Lên phát lên 10 cũng chỉ kẹp được thêm một cái con gấu đù vào thôi. Thôi từ từ đã anh em ạ. Để 26 đi. Bây giờ tầm này mạnh mà. 41 máu nhưng mà bây giờ mạnh đấy. Không hiểu đâu. Bây giờ cho gặp lại thằng Warrior cắt chuỗi luôn. Kể cả là lên được level 10 kẹp thêm con ngộ không vào vô tư. Chấp luôn. Khỏe rồi anh em ạ. Chúng ta giờ chúng ta khỏe rồi. Tôi sẽ để dành tôi đổi các cái món tím và món cam nha anh em nhá. Đồ chắc chỉ tím với cam thôi. Nhưng mà sẽ ưu tiên cái món cam hơn. Món tím thì nó sẽ có một cái món khá là ngon. Đấy chính là cái gì nhỉ? Cái giáp xoay ấy. Cái giáp xoay. Đó. Rồi mấy thằng Warrior lại đây. Giờ đấm nó sấp mặt. Này thì coi như là xe Scarlet Lancer ra sớm. Ồ đen nhỉ anh em, ra gấu liên tục, không ra con gấu đủ ạ. À không, không ra con gấu tổ ạ. Chán đời. Thôi phải roll ra ngộ không vậy. Chúng ta phải tự roll thôi. Chứ gấu bây giờ chịu à. Coi như là không ra luôn đấy ạ. Thề cái con gấu đấy nó cũng đâu có khó ra lắm đâu. Chơi bao nhiêu round rồi mà vẫn không ra được con nào. Một con thôi là đủ kích hệ. Không ra. Nhất định là không ra cho tôi. Anh em thấy cay không? Cay thật sự. Có tất cả nhưng mà thiếu mình em. Ơ thằng này mất chuỗi rồi. Đen nhỉ. Gặp tôi thì lại mất chuỗi. Đấm cho Warrior như con. Warrior này không chơi được đâu. 9 Warrior không đấm được. Không biết thằng này ra ngộ không là có chuyển với beat không. Chuyển beat thì hơi sợ. Nếu chuyển sang beat thì hơi sợ. Velomancer này. Cái bộ Warlock nó chỉ sợ beat thôi anh em ạ. Nhưng mà đấy là God Warlock. Còn cái bộ Metalist mà chơi kẹp với cả Warlock ấy thì nó cũng chả sợ. Battleman luôn. Hay quá nhờ. Battleman thì thôi thay cho con này đi. Hợp lý. Không chơi Doctor nữa, chả cần. Cho Battleman vào. Tí nữa mà ra ngộ không còn kết hợp với 2 beat nữa. 2 beat là cái đệ của con Battleman này, nó sẽ đấm nó rất đau. Ngoài ra cái con Velomancer nó thả cái bãi acid của nó thì nó cũng trừ giáp đối thủ nữa. Đấm nó đau. Đánh nó kiểu vật lý thôi. Luôn tiếp nhỉ. Giờ chưa ra ngộ không thì up 10 làm gì đâu. Luôn tiếp đi. Giờ cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là chúng ta ra được cái con ngộ không. Trong lúc ra ngộ không thì sẽ roll phong vũ. Roll phong vũ 3 sao. Này lấy cái gì? Đồ này chắc random rồi anh em ạ.
Ui rồi đen đấy. Đuổi hết cái đống này nào. À, không được. Thế này thì vứt hơi nhiều đồ nhỉ. Thôi từ từ đã anh em ạ, từ từ đã, từ từ ạ. Chưa. Tầm này nói chung là tôi chưa có ở đâu, tôi chưa có rèn đồ đâu. Đợi có thằng chết rồi chúng ta xem nào nó có sang cái đồ gì tôi rèn nha anh em nhá. Chứ còn bây giờ rèn nó vứt nhiều quá. Không được. God Warlock với chúng tôi. Thằng này nó lên được level 9 nó đủ bộ 6 Warlock kết hợp với 4 God. Nhưng mà anh em nhìn này, tôi vẫn có thể là đấm được nhá. Ok, bị chói thôi. Ok. Vậy đấy, bị chói ạ. Nhưng mà chưa chắc thua đâu. Ok. Vậy đấy. Ok bạn ơi. Chắc là thua đấy, thua ạ. Thua không? Khỏe phết anh em ạ. Đánh với God Warlock chả ngán đi luôn. Đấm ngược lại này. Thấy chưa anh em, thấy chưa? Thấy chưa? Cùng là 2 sao. Một thằng này là God Warlock. Hòa thôi. Đánh ngang ngửa luôn. Ôi dồi ôi, lại ra cái con gấu đù mà tôi muốn cái con gấu tổ cơ. Chán thật sự. Ra này chúng ta có đồ, chắc là tôi rèn đồ đó. Ra này đủ một cái đồ tím rồi. Chắc là rèn đồ tím. Đồ tím mình lấy cái giáp xoay hoặc là lấy cái chém lan. Vẫn ok. Cái chém lan được. Ok. Ui không có ạ. Thế thôi lấy búa bình minh. Mấy cái món đồ còn lại không lấy được. Lấy được mỗi cái búa bình minh thôi. Thôi được rồi. Chứ còn bây giờ random nhớ nó lại ra mấy cái đồ bắn trưởng thì nó lại không hay. Thôi không random, vẫn lấy được cái búa bình minh là được rồi. Chứ còn ra vừa rồi mà chúng ta lại tham, chúng ta muốn kiếm cái búa xét hay là cái kiếm cái chém lan hay là cái giáp xoay mà chúng ta random mà đen nó lại ra cái xích hoặc là nó ra cái gậy bão thì nó rất là phí. Mấy cái thằng warrior bắt đầu đi xuống rồi. Có đồ, được đấy. Ui, va đấy. Mưa đồ rơi sang nhà tôi, mẹ thấy đổi đồ cam luôn nhỉ. Xem có đổi được cái đồ cam không? Làm quả đồ cam cho nó uy tín. À nhưng mà không, cái Blink giữ lại. Blink nữa thì phải giữ lại vòng sau. Tôi nghĩ tôi sẽ không rèn cái Blink đâu. Chúng ta đổi đồ cam. Giữ lại cái Blink. Giữ lại cái giáp với cái Blink. Rồi, đây. Hộp sọ đẫm máu tôi nghĩ là ngon hơn. Ok. Thằng God là đang có chuỗi cộng 5 này. À, vừa lấy là tôi gặp cái bóng nên là chưa cắt được chuỗi thằng này. Nhưng mà bây giờ khác rồi bạn ơi, bây giờ khác rồi. Ui giời, đấm một phát chết luôn. Đúng là thánh phòng anh em ạ. Thánh phòng quá khác. Sợ thật sự. Phòng vua tôi đấm cái con ác bộng một phát bay màu. Đây là mới có 20 tên lít thôi đấy nhá. Anh em thấy chưa, cái bộ này cực kỳ mạnh luôn. Đi luôn này. Rồi ôi, đập bay màu God Warlock luôn. Rồi, roll phong vũ 3 sao thôi anh em ạ. Bây giờ ra hộ không thì mới dí lên 10, còn không thì cứ roll ở đây thôi. Ôi, ra hộ không luôn. Thế thì lên 10 thôi nhỉ. Thế xong rồi. Vô địch rồi anh em. Đó, cái bộ này nó đơn giản, nó chỉ là như thế thôi. Vô địch rồi đấy. Vô địch chắc chắn là vô địch rồi.
quá mạnh. Phong Vũ thì bây giờ còn 3 con nữa thôi, chúng ta có thể lên được 3 sao. Ngộ Không có thể lên được 2 sao nếu mà ra thêm một con Ngộ Không nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là quả trứng này tôi để dành cho Phong Vũ. Đồ này Phong Vũ ngon. Bây giờ cái bọn Warrior này không có một cái cửa nào có thể ăn được rồi. Giờ bọn Warrior này mà không chuyển sang beat thì chắc chắn là gặp tôi là đi. Bay màu mất rất nhiều máu luôn đấy. Đấy, tôi cắt chuối của thằng Greater luôn. Đội hình quá mạnh luôn anh em ạ. Thế tôi mới nói là cái bộ này là cái bộ mạnh nhất ở trong cái meta này đấy anh em. Đấy, đó là thuộc cái tier S luôn. Đội hình tier S luôn. Chả qua là có lên được không thôi. Bây giờ mà cứ lên được 10 ấy, mà 6 lock kết hợp với 4 metalit thì không có bộ nào đấm được luôn. Tôi nói thật với anh em là cái điều đấy. Chưa thấy cái bộ nào có cái khả quan ăn được cái bộ này. Bây giờ anh em kể cho tôi một cái layup mà có thể ăn được cái bộ này. Beat nó chỉ ăn ở giữa game thôi anh em ạ. Chứ còn late game không ăn được đâu. Late game nếu mà là God Warlock ấy thì may ra mới ăn được. Chứ còn cái bộ này ấy, nó không sợ. Không sợ beat đâu. God Warlock thì tại sao lại sợ? Bởi vì là beat nó kẹp nó Doom vào. Đấy, kẹp Doom vào thì Doom trúng vào cái con co thì khả năng là vẫn ăn được. Nhưng mà cái bộ này Doom cũng không có giải quyết được vấn đề. Nói cho nhanh, Doom nó đâu có thể Doom được con Phong Vũ đâu. Phong Vũ là nó chỉ cần là tung trưởng được là nó tung thôi, nó sẽ không cản được. Ủa đồ chán nhỉ. Thôi lấy cái găng tay vậy. Tôi cần cái giáp xoay và cái chấm lan cơ. Nhưng mà thôi, chơi Warlock này thì cứ lấy mấy cái món đồ châu châu một tí là khỏe mà. Găng tay này cũng chả có slot mà cho vào. Con Phong Vũ này đồ ngon rồi anh em ạ. Thôi cho Ngộ Không cầm. Chúng ta chơi hai co nha anh em nhé. Cái tầm này tôi cũng không muốn là đổi đồ cam dồn hết cho một con đâu. Chúng ta cứ để hai con đi. Hai con mạnh mà. Đấy, cũng không nhất thiết là phải dồn những cái đồ mạnh nhất cho một con Phong Vũ. Hai con cũng được. Cái tầm này là cái việc mà tôi để 50 tiền tôi roll nó là quá là bình thường luôn cái bộ này anh em ạ. Gặp hai thằng thì chả có thằng nào có thể đánh được tôi luôn ấy. Cứ giữ 50 tiền thì khi bọn nó sắp chết rồi xả cũng được anh em nhá. Khi bọn nó sắp chết được xả kiếm Ngộ Không 2 rồi kiếm Bad Omen 2 sao, Phong Vũ 3. Còn cái tầm này thì nói chung là cái con Phong Vũ nó vẫn sẽ gánh. Chả bao giờ có thể mất chuỗi được. Greater mà không ăn được tôi thì nói chung là cái thằng Warrior nó cũng chả có cái cửa nào hết. Anh em nhìn này, một mình cái con Phong Vũ đứng đấy luôn, nó hiên ngang luôn, thậm chí đứng trong lồng luôn, hai cái lồng úp vào vẫn thua. Vãi đái thật. Hai cái lồng úp vào mà Greater vẫn thua tôi. Thôi, round này chắc là đối thủ chết hết rồi anh em ạ. Tôi xả hết tiền này. Nó không thể có cái cơ hội làm ăn được đâu. Bad Omen này. Ui giời, lên được hết 2 sao nhưng mà Phong Vũ vẫn chưa lên được 3 sao. Thiếu một con anh em ạ. Thiếu một con nhưng mà round này vớ vẩn là round cuối ở đây này. Đùa chứ mạnh thật sự. Mà dù trận này bị cái con gấu tổ ấy, nó lừa. Cái con gấu nó lừa. Đấy nhưng mà nó vẫn quá mạnh anh em ạ. Bộ này lúc mà tôi chưa ra Ngộ Không ấy, đánh ở level 9 vẫn rất ổn nhá. Lên 10 có 4 metalit thì thôi xác định các bạn là thua rồi. Thay chuyển ra beat đấy. Ơi giời, chuyển ra 6 beat. Nhưng mà không bây giờ tầm này không ăn được rồi. 6 beat bây giờ là muộn rồi anh em ạ. 6 beat nó phải giữa game cơ. Trời ơi, đẩy một phát một đống máu luôn. 26 máu, đẩy beat 26 máu anh em ạ. Từ 9 Warrior không ăn được, chuyển sang beat cũng chết. Đen nhỉ. Không ra là con Phong Vũ 3 sao. Thiếu đúng một con. Cay thật. Rồi. Rao này rao cuối rồi anh em ạ. Đứng coi như là giữa bàn cờ luôn. Đứng giữa bàn cờ, tụm lại giữa bàn cờ luôn. Cho đối thủ đấm luôn. Chấp đối thủ úp lồng. Chấp đối thủ úp lồng luôn. Không hiểu là tại sao mà đối thủ lại có thể là ăn được tôi luôn ấy. Thề cái bộ này là mạnh vãi đài luôn. Ơ ừ, Ngộ Không chết rồi. Đứng giữa bàn cờ kìa anh em kìa. Nhìn kìa. Bao nhiêu đam mà dồn con Phong Vũ của tôi. Trông kìa, máu, mất máu lại hồi đầy. Mẹ trông đối thủ bất lực vãi đái á. Thề cái bộ này mạnh quá đi với tôi.
Tôi nghĩ là cái bộ này ấy, nếu mà lên được level 10 mà đủ bộ thì chắc là chả có cái lineup nào ăn được. Anh em nếu mà anh em nghĩ ra cái lineup nào ăn được, anh em có thể để lại dưới phần comment anh em nhá. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Lâu lắm rồi tôi mới chơi 6 đỏ kẹp với cả 3 mét. Một trong những cái bộ tủ của anh em chơi khuya và nó rất là mạnh đấy chứ. Anh em chưa xem clip đó anh em có thể xem nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ 5 rồng 6 mét kẹp với cả rớt 2 sao tối thượng nó mạnh cỡ như nào. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.